thành phố cấm đàn ông cởi trần, vén áo khoe bụng nơi công cộng. Trong thời tiết hè nóng bức, nam giới ở Trung Quốc có thói quen cởi trần hoặc vén áo hở bụng cho mát. Thói quen này phổ biến đến mức còn gọi là Bikini Bắc Kinh. Nhằm cải thiện hình ảnh trong mắt khách du lịch quốc tế, nhà chức trách Tế Nam hôm mùng 3 tháng 7 đưa ra thông báo yêu cầu người dân không được phơi bụng nơi công cộng, ngay cả khi nhiệt độ tăng lên 36 độ C trong tuần qua. Theo chính quyền thành phố, đây là một phần trong quy định mặc quần áo phù hợp nơi công cộng, không phơi bày bừa bãi các bộ phận trên cơ thể. Ngoài ra, tình trạng chen lấn cãi vã, xả rác không đúng nơi quy định cũng sẽ làm triệt để trong thời gian tới nhằm nâng cao hình ảnh của thành phố. Trước đó, một thành phố khác của Trung Quốc là Thiên Tân đã phạt 7 USD với một người đàn ông cởi trần đi mua sắm trong siêu thị hồi tháng 5 vừa qua. Đầu năm 2019, thành phố này đã ban hành lệnh cấm cởi trần nơi công cộng. Chính quyền tỉnh Hà Bắc trước đó cũng khởi động chiến dịch tuyên truyền về việc không cởi trần ở những chốn đông người. Quyết định mới của thành phố Tế Nam hiện đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là quy định không cần thiết, bởi hành động kéo áo cao phơi bụng cho mát của người dân không liên quan tới hình ảnh văn minh của thành phố. Huy Hoàng, theo Washington Post. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.